Hi, minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Chúng ta đang trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của chính phủ và có rất nhiều điều cấm đúng không nào? Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học mẫu câu nói về những việc mình không được làm trong tiếng Nhật. Hai, hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức tranh. À, cậu bé này thì nói là không được uống bia đúng không nào? Vậy cậu ta sẽ nói biru o nonde wa ikemasen. Biru o nonde wa ikemasen. Cấm uống bia. Hai, và ở đây chúng ta sẽ thấy một mẫu ngữ pháp mới, động từ chia về thể t cộng thêm wa ikemasen. Vậy te wa ikemasen có nghĩa là không được làm về. Và cách dùng để biểu thị một sự cấm đoán. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. Ở đây thì có biển báo là cấm hút thuốc, nhưng người đàn ông vẫn hút thuốc và mọi người xung quanh sẽ nói là koko de tabako sutte wa ikemasen. Kinin desu kara. Koko de tabako sutte wa ikemasen. Kinin desu kara. Hay. À, không, ở đây thì cấm hút thuốc. Còn đối với bức tranh này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái biển báo cấm chơi đùa vì nguy hiểm. Abunai desu kara koko de asonde wa ikemasen. Abunai desu kara koko de asonde wa ikemasen. Vì nguy hiểm, cấm chơi ở đây. Chúng ta sẽ thấy là ở đây có một cái biển báo cấm dừng đổ. Thì trong tiếng Nhật mình sẽ nói koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Koko ni kuruma o tomete wa ikemasen. Cấm đổ xe ở đây. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thật nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Minasan, mata kondo onegai shimasu.